Chương 1 Tuổi thơ dữ dội Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Con công an thì láo, con nhà giáo thì ngu Là câu nói nổi tiếng đến nỗi ít người Việt Nam không biết Nhưng lại là câu nói tôi căm thù nhất Nếu có thể tìm được tác giả câu này Tôi sẽ đến trước mặt ông ta hay bà ta khóc lóc Mắng mỏ vì tội phát ngôn không suy nghĩ Để lại hậu quả nghiêm trọng Ngoài ra tôi cũng hận đám trẻ con cùng phố ngày xưa cứ khi nào chị em tôi thò mặt ra đường thì kiểu gì cũng phải nghe chúng nó ca cái bài đó. Chỉ tại câu nói này và lũ trẻ quái quỷ kia mà toàn bộ tuổi thơ tôi đã chìm trong một màu xám xịt bởi vì tôi không chỉ là con của một nhà giáo mà những hai. Bố mẹ tôi hồi xưa vì quá phấn đấu cho sự nghiệp, hoặc giả do mất hơi nhiều thời gian mới có thể tốt nghiệp sư phạm mà ngoảnh điên ngoảnh lại không còn ai để lấy ngoài đối phương. Câu chuyện tình thế kỷ của các cụ thực ra có thể tóm tắt trong một câu ngắn gọn như này là đồng nghiệp, cả ở sự nghiệp giảng dạy lẫn sự nghiệp kế dụ không muốn thế, nên được mọi người hợp sức vung vào, tất cả chỉ có vậy. Ngày đó mọi thứ rất đơn giản, hai bên thấy vừa mắt thì gật, làm cái phong vẽ tay, ít bánh kẹo mời người thân bạn bè, bánh pháo, cái áo dài và chiếc giường kèm bộ chăn con công là xong một đám cưới. Bố mẹ tôi chỉ có hai đứa con, một gái và một nữ nhưng chị tôi hơn tôi tới 8 tuổi, một khoảng cách khá lớn so với bạn bè đồng trang lứa. Sau này có người rỉ tai tôi là hồi sinh chị tôi xong, gia đình khó khăn quá nên bố mẹ quyết định nghiêm chỉnh tuân thủ gấp đôi phong trào kế hoạch hóa gia đình. Nhưng người tính không bằng trời tính, sau 8 năm, chắc do một ngày mất điện không có việc gì làm, kết quả là tôi được hình thành. Bố tôi lúc ấy cũng đang mong mỏi một cậu con trai để đi ăn cổ không phải ngồi mâm dưới nên động viên mẹ giữ tôi lại. May cho tôi hồi đó công nghệ siêu âm 3D bốn dây chưa có ở Việt Nam không thì chắc chị tôi đến giờ vẫn sẽ là con một. Tôi lại nghe bảo khi biết tin gia đình đã phấn đấu được nửa chặng đường, tứ nữ bất bần, bố tôi vui tới độ trào nước mắt ngay trước cửa phòng hộ sinh. Sau này tôi có an ủi ông là dù gì ngồi mâm dưới trong đám cổ cũng có cái tốt, đỡ phải uống nhiều rượu bởi chẳng ai mâm trên thèm đoái hoài. Mỗi lần nghe tôi nói thế, tôi cảm thấy ông nhìn tôi vẻ rất xúc động, cả ngày nói không nên lời, tôi sinh ra trong mong mỏi và khát khao như vậy đó, nên sự quan tâm của bố mẹ dành cho tôi thể hiện từ cái tên trở đi. Ngày mẹ mang bầu chị tôi, hai cụ đã tìm tội các sách đông tây kim cổ để đặt một cái tên sao cho xứng đáng với nghề giáo cao quý, kết quả là chị tôi có một cái tên cực kêu. Trần Vân Sa Cái tên này được hai cụ rất tâm đắc bởi ý nghĩa sâu xa của nó. Vân là mây, Sa là cát, đại khái là những gì đẹp nhất, thanh khiết nhất sau này thỉnh thoảng lúc chị em cãi nhau tôi có buộc miệng thêm chữ đọa sau tên chị thế là rõ ràng đang đúng mười mươi lại bị bố mẹ lôi cổ ra đánh một trận ngược lại chị tôi không sao kiếm được tên nào tương xứng để gọi tôi bởi tên tôi vốn dĩ đã quá hay trần thu thủy có thể bạn nghĩ sa và thủy đúng là tên đặt cho hai chị em nhưng thực tế thì nước của tên tôi không phải do các từ tên chị tôi mà ra bà ngoại tôi kể là bà vẫn nhớ cô hộ lý đỡ đẻ cho mẹ tên thu thủy vậy là lúc làm giấy chứng sinh ở viện mẹ đặt luôn tên đó cho tôi tôi nghe chuyện xong có âm thầm cảm ơn bố mẹ cô hộ lý kia đã không đặt tên con mình là thị hiểm thì hợi hay một cái tên không hợp thời nào khác quay lại chuyện vì sao việc là con giáo viên lại hủy hoại tuổi thơ của tôi tất cả chỉ bởi bố mẹ tôi muốn chứng minh cho cả thiên hạ thấy dù chẳng ai quan tâm là con ông bà không thể dốt nát như định kiến của người đời vì thế năm tuổi mẹ đã lôi tôi ra dạy chữ và suốt những năm học ở phổ thông, tôi luôn phải làm gấp đôi khối lượng bài tập so với các bạn, vừa bài của thầy cô trên lớp, vừa bài của hai cụ thân sinh. Con không muốn học nữa. Tôi vẫn nhớ khi tôi lớp 2 hay 3 gì đó, đã từng vứt bút gào lên như vậy. Cố làm nốt bài đi rồi bố cho đi ăn kem. Mẹ tôi nhẹ giọng dỗ dành. Không, con không cần kem. Thì mẹ cho lên bờ hồ nắm tháp rùa. Tuần nào cũng đi rồi con chẳng cần. Học nốt đi cuối tuần mẹ cho đi công viên Lê Ninh ăn kẹo bông, tôi hơi siêu lòng bởi Lê Ninh trong mắt một đứa trẻ như tôi hồi đó là cả một thế giới kỳ diệu với đu mây thật cao, vòng quay ngựa gỗ thật đẹp hay nhà gương kỳ lạ. Chưa kể tới món kẹo bông ngọt ngào nhẹ như mây đủ sắc màu. Thế nhưng quay lại nhìn tập vỡ còn những năm bài toán sau thì tôi lập tức vứt hết vòng quay ngựa gỗ lẫn kẹo bông vào sọc trác. Còn không cần. Tóm lại học hay ăn roi bố tôi từ đâu đã đến bên cạnh cùng cây chổi phất trần, lạnh lùng ném ra một câu hỏi tu từ tôi có thể dẹp bỏ ham muốn với kẹo bông chứ không đủ bản lĩnh chọn ăn roi, thế là nước mắt lã chả tiếp tục cắn bút nhìn mấy bài oái oăm kia. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ nguyên si cái cảm giác ân hận đến cùng cực rằng biết thế đồng ý quách từ lúc mẹ đề nghị công viên và kẹo bông. Cuối cùng thì học vẫn phải học mà lại chẳng được cái gì, tôi là người như vậy đấy, và cuộc đời tôi sau này không ít lần lặp lại cái lựa chọn như câu chuyện học hay ăn roi kia, cấp 1 tôi học Thăng Long, cấp 2 giảng võ, cấp 3 Kim Liên và cuối cùng tốt nghiệp đại học ngoại giao. Bất cứ ai ở Hà Nội mà nghe qua cái danh sách này đều mường tượng ra hình ảnh một cô nữ sinh ngoan ngoãn chăm chỉ, thuộc nhóm đối tượng con nhà người ta. Thật ra thì vì bố mẹ tôi là giáo viên nên cấp 1, cấp 2 dễ dàng xin cho tôi vào hai trường điểm này. Tới khi tốt nghiệp cấp 2, tôi khóc lóc vật nại bố mẹ cho tôi thi Trần Phú, Việt Đức hoặc Phan Đình Phùng nhưng đáp lại chỉ là bộ hồ sơ ghi sẵn tên Kim Liên. Tôi muốn vào một trong ba trường kia để được lên phố học, từ đó đi bộ vài bước chân là tới những địa điểm hot nhất Hà Nội cùng vô vàng quán xá. Nhưng chỉ vì vài bài báo vớ vẩn của mấy tay phóng viên thiếu chỉ tiêu viết bài nào đó đã xếp ba trường kia vào top 3 trường trung học, ăn chơi của Hà Nội nên bố mẹ tôi dứt khoát không đồng ý dù dở đủ mọi lý lẽ tôi vẫn phải nằm ngùi nộp đơn vào Kim Liên, hàng ngày đi học qua khu hộ Đắc Di, đặng văn nữ toàn quán ăn không quá tiếng tâm, dãy cà phê y hệt nhau và loạt sóc đồ phết nước, n giá vừa túi học sinh. Chị Sa và tôi tuy là chị em cùng cha cùng mẹ nhưng ngoài vẻ xinh sáng thùy mị giống nhau thì chúng tôi là hai phiên bản trái ngược mặc dù con đường chúng tôi đi cũng tương tự hai cụ thân sinh vẫn thường thở vắng than dài rằng sao tôi không được như chị từ bé chị đã là con nhà người ta đi học về là ngồi vào bàn tự giác học học xong thì phụ giúp mẹ việc nhà còn tôi luôn học với cây chổi phất trần của bố sau lưng nhớ ngày đó chị tôi đổ cả tổng hợp nhưng nhất định vào kim liên để đỡ phải đi xa có thời gian giúp bố mẹ Mẹ tôi nghe xong đã suýt khóc vì xúc động và đem chuyện đó kể với bất cứ ai bà quen, ít nhất hai lần. Sau này tôi có trọng nghĩ hẳn chị sợ vào chuyên thì cần cù không bù nổi thông minh nên mới kiên quyết như vậy, nhưng tất nhiên tôi đủ không ngoan để không phát ngôn ra lời, những năm tôi học cấp 1, mỗi khi được hỏi sau này muốn làm gì, tôi đều dõng dạc đáp là đi bán thịt xiên nướng để có thể ăn thỏa thích, ước mơ khi cấp 1 của chị tôi là nữ phi hành gia. Lên cấp 2 có thay đổi một chút là muốn trở thành công an giao thông, ra đường đứng chỉ trỏ rất oai, bắt xe vi phạm còn được dúi tiền, đại khái là việc nhẹ lương cao, chị tôi cấp 2 lên kế hoạch trở thành bác sĩ. Đến cấp 3 tôi không còn ước mơ về công việc nào cụ thể, chỉ giữ lại điểm cốt lõi là việc nhẹ lương cao, trong khi đó chị tôi đã chuẩn bị tốt nghiệp đại học y, bắt đầu đi thực tập tại viện. Cuối cùng học xong cấp 3, tôi nộp đơn thi ngoại giao bởi lỡ có trượt thì trượt ngoại giao nghe cũng quách hơn trượt phương đông may mắn cho tôi là hôm đi thi loạn quạng thế nào trúng tủ, cộng với điểm chuẩn năm đó thấp, tôi đường hoàng trở thành sinh viên trong ánh mắt trưng trưng hạnh phúc của cả nhà. Sau này mẹ có nói riêng với tôi là bà đã chuẩn bị sẵn đồ đạc để lỡ tôi trượt sẽ gửi tôi vào Sài Gòn ở nhà bác, học một trường dân lập vớ vẩn trong đấy cho đỡ nhục với họ hàng làng mạc. Ô, hóa ra, tôi không bằng cái sĩ diện to oạch hơn cục gạch kia. Nếu không vì tiếc vài triệu, tôi đã lén lấy một sợi tóc của mẹ mang đi thử ADN từ lâu rồi, tôi lên đại học, bố mẹ phần nào yên tâm nên không còn thúc ép tôi học hay quản chặt chẽ như thời phổ thông. Tôi như chim sổ lồng, suốt 4 năm mặc sức đi chơi, bù đắp cho một tuổi thơ bị nhấn đầu vào sách vở. Bản chất tôi là đứa lười biếng, ham chơi hơn học, vui đâu chầu đó, nhưng không biết nên gọi là bị hay được bố mẹ đưa vào khung kỷ luật sắc nên tôi cũng phần nào thay đổi. Cho tới tận khi trưởng thành, tôi vẫn ít nhiều bị ảnh hưởng từ các cụ nên không phải lúc nào cũng dám iol ví dụ điển hình là tôi bấm nhiều khuyên trên người nhưng không dám xăm dù thèm đến chết suốt thời thơ ấu tôi thường xuyên phải nghe bố mẹ dè biểu việc xăm trổ rằng đó là lý do cốt yếu cho mọi điều tồi tệ trên đời kể cả tai nạn giao thông sau này tuy biết là không phải tôi vẫn không đủ can đảm xăm bởi sợ bố tăng xong mẹ đau tim cái này tôi lại phải âm thầm nguyền rủa đám đạo diễn diễn viên kém sáng tạo chỉ có mỗi một bệnh dùng đi dùng lại trên phim khiến cho ai ai cũng thuộc nằm lòng triệu chứng gặp chuyện gì không ưng ý lại đưa tay lên ông ngực kêu ờ ờ mấy cái thế là xong bố mẹ tôi đi khám sức khỏe định kỳ đều đặn hàng năm mọi chỉ số luôn đẹp như mơ vậy mà không hiểu sao cứ khi nào có gì phật ý với tôi là cái triệu chứng chết tiệt kia lại kéo tới thân phận là con không cho phép tôi được thắc mắc đành ngậm ngùi nghe lời quay lại chuyện học đại học của tôi Nhờ được tháo củi sổ lòng, sau 4 năm mày đúng quần trên trường, thứ tôi giỏi nhất là quay cấp, chém gió, đến nỗi sau khi tốt nghiệp, ngoài tiếng Anh, tôi hoàn toàn không có khái niệm mình đã học được cái gì trong suốt 4 năm kia. Ra trường, tôi may mắn có người họ hàng giới thiệu cho về làm ở một văn phòng đại diện. Ai không biết thì thấy có vẻ oai chứ thực ra đây là một trong những nơi làm việc nhàn nhất quả đất. Văn phòng đại diện không được kinh doanh thu lợi trực tiếp, nên chúng tôi không phải chịu áp lực doanh số công việc chủ yếu chỉ là quản lý giấy tờ cho mấy dự án của công ty mẹ vui hơn chút thì đi dự vài cái sự kiện gặp gỡ vài người gọi là đối tác tiềm năng tuy vậy không phải chúng tôi không bận tùy vào tính cách mỗi người mà ai cũng có những bận rộn riêng chẳng hạn như tôi bận shopping online chị mai thích lướt facebook chị hồng vùi đầu vào ngôn tình chị linh có con đi du học thì thường tranh thủ nói chuyện với con vân vân và may may lúc nào cảm thấy cần tăng tình gắn kết thì súng lại cùng bàn chuyện con trai Tăng Thanh Hà là con của Louis hay ông Jonathan, Ngô Thanh Vân chơi ngại thái hay ngại trà vinh, gần gũi hơn thì chuyện chồng, con, mẹ chồng, o xin. Nói chung là cuộc sống văn phòng của tôi rất vui, công việc lại chẳng có lợi ích màu mẹ gì nên chị em không phải cạnh tranh nhìn ngó nồi cơm miếng thịt của nhau. Với mức lương hiện tại hơn chục triệu và sau này tối đa sẽ chỉ tăng tới trên dưới ba chục, nhiều người coi đây là công việc không có tương lai nhưng bản thân tôi lại chẳng có nhu cầu vương cao vương xa hơn. Tôi vốn không phải con người ông ấp, giấc mơ lớn, nên hoàn toàn không bận tâm tới mấy khái niệm như xa úc, quỹ đầu tư, gây dựng thương hiệu, hay những thứ tương tự. Tôi thích xây dôn, một của mình, hài lòng với nó thì còn cố thử thách bản thân làm gì. Quan điểm của tôi là sống sao cho sướng, và hiện tại tôi đang rất sướng, vậy sao còn phải nghĩ ngợi đầy đọa mình cứ nhìn chị tôi bây giờ xem, suốt ngày trực ở viện, thức đêm thức hôm, ăn uống tạm bợ đến mức đau dạ dày, da dẻ thì sạm đi, sung sướng gì. À, chị tôi rất tự hào về công việc của mình, thường hào hứng khoe là hôm nay chẩn đoán được bệnh này, cấp cứu được người khác và điều đó làm chị hạnh phúc. Tôi mừng cho chị nhưng cá nhân tôi không có được lý tưởng cao cả như thế, ngoài cố lo cho bản thân cuộc sống thoải mái, tôi chẳng còn hoài bão lớn lao nào khác, đọc đến đây chắc các bạn đang hư mũi khinh bỉ là sao một kẻ tầm thường như tôi cũng được lên truyện, thì tôi xin phép giải thích thế này. Đúng là truyện thường viết ra về những trường hợp không điển hình, kiểu một cô gái rất tài giỏi, mạnh mẽ hoặc một cô nàng cực bánh bèo nhưng dũng cảm hay những hoàn cảnh éo le xoắn vặn. Khổ nổi là các mẫu nhân vật này nhiều tới nổi từ không điển hình ngoài đời đã trở thành quen thuộc ở thế giới tiểu thuyết, vậy là tôi, mẫu người phổ biến của xã hội nhưng thường đóng vai quần chúng trong chuyện được một lần đôn lên vai chính, đơn giản thế thôi. Con xa giờ yên bề gia thất rồi, còn con thủy nữa thôi là xong nhỉ. Bà hàng xóm thân tình hỏi hang mẹ tôi trong lúc rỗi việc đi bộ tập thể dục. Vâng, tôi cũng đang mong lắm đây, ô hay, sao tôi có cảm giác tôi giống lợn nuôi đến ngày xuất chuồng thế nhỉ? Các ông bố bà mẹ thực buồn cười. Ngày còn bé thì cấm đoán yêu đương, đến nỗi mùng 8 tháng 3, 14 tháng 2, sinh nhật, lễ Tết tôi đều phải ném hoa vào xe rác đầu phố, đi chơi với bạn trai mà lắm la lắm lét còn hơn con ăn cắp. Thế mà đùng cái tốt nghiệp đại học xong thì dục lấy chồng, là chưa, yêu không cho yêu, giờ lấy ai? Không lẽ chạy ra chợ người hỏi một anh nhìn có vẻ khỏe mạnh là anh ơi lấy em đi chắc. Mẹ yên tâm, bao giờ gặp đúng người con khác lấy, duyên số không ép được đâu à, mỗi khi nghe bà dục tôi thường vui vẻ an ủi chỉ hiềm một nỗi không rõ anh ấy đã chào đời chưa thôi hình như nhà giáo ngày xưa không có khiếu hài hước, bằng chứng là đôi mắt mẹ tôi lập tức co lại thành hình viên đạn. Tôi liền biết điều lao ra khỏi nhà như một cơn gió, chú thích, một xây dôn. Vùng an toàn, chỉ những giới hạn làm con người ta có cảm giác thoải mái. Về đây như một người sống nội tâm thì xây dôn của cô ta là trong nhà, quanh gia đình, những người bạn thân còn khi bước vào đám đông, gặp gỡ người lạ là bước ra khỏi xây dôn nhìn chung thì mọi người được khuyến khích nên bước ra khỏi xây dôn để tự thử thách, hoàn thiện bản thân, về đề như chuyển việc, tiếp xúc với người lạ, làm những thứ mình từng không dám làm, những thứ tốt, tích cực. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.